có chị có. Đâu là trời. Giá da nè. Có mang vậy không mà da dữ vậy ta? Không. Vậy là cơ địa rồi. Hư hết trơn. Mình nói không, mình nảy khóe. Cà phê nhiều hơn này kìa. Nó kêu bán lại ly nữa mà ở đây nó kêu. Chút kêu. Hấp cái hết. Chấn động vậy đâu mạnh vậy đó hả? Em uống cái một à. Không là trời. Em xa lắm trên Cần Thơ rồi đó. Âu là trời vậy đó hả? Ừ. Rồi đi xuống đến này chơi hay là đi khóe? Nè. À. Đúng rồi. Cũng đâu có một Âu là chờ cái miếng da kinh vậy. Chấn động vậy. Cái cục vậy thôi đó. Nó không có gì lại. Để lấy ra nguyên cục vậy đó. Cái nó chị thôi đỡ buồn lắm á em. Bữa nào buồn buồn tối tối buồn có gì coi coi hết buồn luôn. Còn nhiều khi mình nói một mình luôn chờ chởi đã. Em cũng ghiền coi lấy thuế với nặng mụn. Nặng mụn thấy cớ. Trời nặng mụn đã, nặng mụn xịt xịt xịt. Coi cả đêm luôn á. Coi này nè, có khi về nhà coi á, đâu có cho con chỉ thấy đầu tiên. Nó cuốn, nó cuốn ở đâu mà sâu trong nó dữ trời. Bởi vì em móc nhiều cái móc nó không ra nó phạm hết cái móng phải rồi. Mình đâu có biết móc ở vòng ngoài đâu. Thôi bữa nào em về cái gì chở em ở đây nha. Không đi mày đi tụi mình mày đi không được cho em mua bộ đồ làm móng mà chị vẫn có ship mà phải không? Chị có ship. Làm cái gì là hàng sách tay phải không? Hàng sách tay đó em. Khi mình chợ ship á. Qua tôm được không? Qua cái cần ngứa à. Em lấy đại đi em đừng có chị đang đụng gì tiếng đau rồi. Cái móc đi đừng ngại ngùng đó. Cái này bộ chị bán là gồm cái gì? Không, thì đời cắt nó vậy. Mà lấy đại đi. Đó, vậy là 4 món. Dạ. 4 món là đủ đồ chơi đó em. Cái đó không phải đồ nghề bên chị. Ừ, đồ nghề của chị là khác. Chị lâu năm lắm hả chị? Chị làm cũng mười mấy năm rồi. Mà chị chiên cái này. Móc tới đâu nghe tới đó luôn phải không? Nó lên miếng da. Nó đã hả? Nó đau rồi nó dễ chịu hơn chị. Ừ. Bởi vì người ta nhiều người đau người ta cũng gán chịu cho mình làm. Chứ chị là làm chuột bạch không á.
đi tới tiệm nào chị mấy bạn học nghề chị cứ đưa cho làm. Kiểu như là lấy khóe thì nó cũng tốn thời gian, với lại có kinh nghiệm tí xíu mới lấy nổi. Cái này của em còn mới mới lấy là nó ấy thêm dữ lắm, tại vì nó hư hết rồi. Trời, võ sĩ đó, đại gia. Đại gia đó chứ không phải là thường dân đâu. Còn cục nè ha. Này hơi đau nha. Xịt xì dầu. Nó ăn sâu lắm luôn. Ừ. Lấy một lần cho nó hết cho nó. Nhầm khi chị có mấy cái mà khách ở nhà đã dở dở chân là chị sẽ móc sạch luôn, bị nó đã dở chân là không thể nào liền móc móc bán sạch sẽ luôn. Là chị sẽ dở cho nó đứt bung bét ra hết luôn, chứ để nó phập phiệu đó nó cũng không lành. Rồi xong mình sẽ dưỡng lại. Rồi đồ chui vô nè, thấy không? Đâu được cưng. Nó bị khô á, mới nó bị nắng rồi nó bị khô. Ừ, để nè nó bọng nè, để chị cắt sạch sẽ hết rồi mình dưỡng thuốc lại. Đã không? Đã. Chắc là trước giờ nó chưa móc được cái này. Không có lòn được cái này, mình móc ơn không, mình nghịch tay á. Không được. Em cũng được. Ủa, mấy món chị? Hử? 4 món em. Thấy cái kìm bự là uy tín rồi đó. Uy tín nè. Cho miếng này lên trước. Trời ơi, miếng da ê, chịch luôn rồi. Chịch luôn rồi, chịch luôn rồi, chịch luôn rồi, chết rồi. Không, không, hồi nãy còn ngon. Còn, còn phải không, còn ngon phải không? Nhiều khi mình không chịch luôn rồi. Ừ.
Đúng rồi. Mấy bạn ở đây nó cũng dạng tay lắm mà, nhưng mà nó chưa có kinh nghiệm bằng thôi. Anh nói này mình cũng cần hơi có kinh nghiệm tí xíu, xử lý những cái khóe nó sâu sâu đó. À, nhiều lắm. Mấy ông đàn ông là chuyên gia sinh á. Nãy mình đâu có ngờ là bả giữ cái gì, khinh địch hả? Đã không? Nghịch được cái cục đó đã. Yeah.